Ok, hello mọi người. Hôm nay là thứ ba, đúng rồi. Bây giờ là 4 giờ chiều thì chào mừng đã quay lại kênh YouTube Giật Thịt mình. Ok, mình là Nguyên Cun thì hôm nay theo trên YouTube thì mình đã có một video là hướng dẫn về tranh Phương Sơn thì nó cũng đã đạt được hiệu năng follow là hiệu năng view là trên 2000. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm thêm một video hướng dẫn về tranh Phương Sơn nữa. Và thực sự là mình không có nhiều thời gian để livestream cũng như trên Facebook như là làm clip để đăng YouTube. Thành ra những video mình đăng gần đây thì nó cũng chỉ là mình quay lại video như là mình livestream trên Facebook mình trước để mình đăng lại lên kênh YouTube mà thôi. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đến với gọi là chuyên mục hướng dẫn tiếp theo của tranh Phương Sơn. Thì lần trước mình đã hướng dẫn là kỹ thuật về vẽ Galaxy cũng như là giới thiệu một số điều cơ bản của tranh Phương Sơn thì hôm nay mình tiếp tục series thôi. Và mình mới kiếm được tấm bìa, thành ra nhìn cũng khá khá mới đấy nhở. Ok không? Xin tí nhạc nào. Không biết to quá không nhưng mà mình đủ nghe được rồi. Về tranh Phương Sơn thì ok, hôm nay mình sẽ thấy khá nhiều bạn mới bắt đầu là học vẽ Galaxy. Và nhiều bạn thì đã theo mấy cái trend trên YouTube là vẽ luôn thành phố. Nói chung thì thành phố như vậy Sơn mình vẽ thì cũng được thôi. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn là Sơn. Đây chính là loại sơn nữa mà mình định giới thiệu từ buổi trước rồi. Nhưng mà mình chưa có cơ hội tại vì loại sơn này khá là khó kiếm. Sẽ mở ở số nơi họ sẽ bán. Đây là sơn Kobe. Sơn xịt, màu sắc nhanh khô tươi đẹp. Nói chung là nó vẫn như sơn ATM. Vẫn như loại sơn này thôi. Chỉ có điều là nó sẽ bớt nước hơn và cái độ mẫu mã màu của nó thì sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Thì ở đây mình đã cho xuất hiện ra đó là loại sơn Dark Blue. Loại này xịt lên thì nó vẫn sẽ giống màu Raven Blue của sơn ATM nhưng mà nhìn màu nó sẽ đẹp hơn chút. Và mình đã có mẫu là 230 của Dark Green. Sky Blue này thì mình cũng đã mua rồi, nhưng đây Sky Blue mình cũng đã mua rồi, đó chính là của ATM. Thì hai loại này nó không khác nhau là mấy, các bạn nhìn cái tem màu thì biết đó, nó khác nhau một chút thôi, cũng không độ phân giải màu thì nó không nhiều. Và ở đây mình có một lọ nữa, đó chính là lọ sơn Green với mẫu mã màu 235 Candy Blue. Nói chung mình thích tông xanh, thành ra mình làm mình có rất nhiều màu xanh rất xịn luôn. Thì hôm trước mình đã làm clip là 10 phút, mình đã có thể mình đã tua hơi nhanh, thành ra nhiều bạn là không biết mức độ thời gian thật mà vẽ được một bức tranh là mất bao nhiêu lâu. Thế nên là hôm nay mình sẽ quyết định là không tua, và có thể mình tua một chút thôi, tại vì nếu mà xem thế hơi lâu thì cũng mất kiên nhẫn, thành ra mình chắc là mình sẽ tua một chút thôi. Có thể mình không tua thì nó sẽ rơi khoảng 15-20 phút một bức. Thì như mình đã nói rồi thì các bạn thường sẽ vẽ mấy thành phố đấy. Thì mình các bạn có bảo mình là sơn bị ướt, họ cạo, họ dùng bay này viền cạo ra không đẹp còn thế nào đó. Nói chung hôm nay mình sẽ cạo thử bức, tại vì mình vẽ cũng chưa vẽ thử vẽ thành phố này bao giờ cả, mình còn vẽ tranh phong cảnh là chính. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một chút nữa về cái kỹ thuật tranh Phương Sơn. Thì ở đây mình đã chuẩn bị trước một tờ giấy A4, giấy này giấy bìa nhá, không phải giấy bình thường đâu, giấy này giấy in ảnh bìa. Thì mình sẽ giới thiệu thêm một cái kỹ thuật nữa là kỹ thuật mây. Mình thấy có một số bạn ở trên nhóm cộng đồng nhớ vẽ hoặc là mấy hội vẽ hoặc là group những bạn ra đường cho mình vào cộng đồng tranh Phương Sơn và group của mình thì họ làm mây thì cũng nhìn cũng ok đấy, nhưng mà mình sẽ vẫn làm lại tại vì thế này thực ra là rất dễ, chỉ quan trọng là các bạn ấy thôi. Thì mình sẽ chuẩn bị một tờ giấy như này, sau đó mình có thể xé nhá. Ok, mình xé tạo sao nó gấp khúc, đây nó bị gấp khúc như này là được đó, mình cứ xé thế thôi, xé sao nó cứ bị gấp khúc như vậy được là không cần nó thế nào đâu. Tí nữa mình xịt thì nó sẽ dùng một chút kỹ thuật nữa là ok. Ok, đó, xé cứ xé theo viền như này thôi, đó hơi mờ đi, đó xé theo viền như này. Đó, cứ xé theo viền này, hoặc qua thì dùng kéo được. Ok, sau khi xong thì mình có thể đây, sau khi xong thì mình đã có thể đây theo viền này, nó vẫn như nhau ấy chứ cũng không khác gì mấy đâu. Thì đây cái tờ xịt mây của mình lần trước nhiều bạn khá là hỏi đó, thì mình theo viền này thôi. Đây ví dụ mình sẽ thử luôn lọ Dark Green này, đó thì nó sẽ ra hình ảnh như này thì khá là đẹp. Ok, thì đây là một cái kỹ thuật mà gọi là tạo mây ở trong sơn xịt. Còn bây giờ thì vẽ thành phố luôn nhỉ. Lâu lắm không động vào Phương Sơn thì mình vẫn không thể quên nhắc là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái găng tay để đi trước khi hành nghề. Đáng nhẽ chiều nay là mình đi học quy chế thi để ngày mai thi khảo sát.
nhưng mà cũng không biết là học học về rồi nhưng mà cũng không biết thi vào cái đề vượt què gì nữa, thành ra thôi cứ ngồi cái coi học hành gì 12 rồi thì mình đã hết cái màu đen, thành ra mình sẽ sử dụng dark green với cả lọ dark blue. Ở đây mình có sẽ một so sánh nhỏ mà lựa chọn một các bạn khá nhiều lựa chọn khi đi mua sơn, đó chính là anh ơi liệu có nên mua ribbon blue hay là candy blue. Đây lọ mình sơn green này, candy blue mình sẽ xịt luôn. Đó, đây là candy blue. Thì nó màu nó nhìn như thế này nhá. Xong bây giờ mình sẽ thử sang ribbon nhá. Đây mình sẽ thử sang ribbon blue xem màu khác nhau không. Thực ra là mình sưu tập rất là nhiều mã màu nha. Mình phân biệt khá là tốt. Rồi ok, các bạn có nhận xét gì không? Ribbon thì nó đậm hơn, đậm sẫm màu hơn một chút, nó thiên về tông tối hơn. Còn màu candy blue thì nó sẽ thiên về tông sáng hơn một chút. Đấy, candy blue nó sẽ thiên về tông sáng một chút. Thì ở đây mình có một lọ là sky blue, lọ này nhạt hơn rất là nhiều. Đó, 3 tông. Dùng để phối màu chuyển cảnh thì rất là tốt. À đây còn cả dark blue cơ. Đó. 1 2 3 4 mã màu. Ok. Ok, vẽ galaxy thôi. À quên, vẽ thành phố. Nhập. Đó thì ngoài mấy tông này ra mình sử dụng 4 tông màu chính, thì ngoài ra các bạn có thể sử dụng kết hợp thêm màu vàng là yellow. Hoặc một loại nữa đó chính là medium yellow. Thì loại này mình cũng có ở đây, nhưng mà mình không thích loại gì lắm tại vì màu nó sậm với cả màu cam. Này, orange. Chứ thực ra nếu mà mới học thì các bạn chỉ cần 6 lọ màu cơ bản như mình đã nêu ở video hướng dẫn cho sơn tập 1 thì nó sẽ chỉ cần 6 lọ màu cơ bản thôi. Thì ở đây mình có phối nhiều màu hơn thì nó càng phối nhiều màu thì nó càng đẹp hơn thôi. Và cách yếu tố quan trọng nhất đó chính là về vấn đề xịt. Xịt thì các bạn chú ý là xịt cao tay. Ví dụ mình sẽ xịt ở điểm này. Đó, hoặc bấm nhẹ hoặc xịt cao tay. Thì cái kỹ thuật này cũng phải rất lâu mới có thể học được, tầm khoảng 1 2 tuần gì đấy. 1 2 tuần là học được rồi. Xịt cao tay lên, xịt mỏng. Với là bấm nhẹ là sơn sẽ ra, và nhiều bạn hỏi thì tại sao mình bấm thì sơn nó ra nó màu nó tươi, nó phùn và sơn các bạn bấm thì ra nó màu nó ra hạt. Đây, như cái hạt này. Đây mấy chỗ hạt của lọ dark green này. Thì đó chính là yếu tố. Cái này mình cũng khá nhiều bạn hỏi, à, mình sẽ bảo là mình sẽ trả lời câu hỏi này là chúng ta lắc sơn. Tất nhiên là lắc sơn lên sơn rồi. Lúc nào mình mới mua ấy, thì màu sơn nó cũng sẽ rất là nhạt, thế mình lắc đều sơn lên đã. Thì xịt nó sẽ màu tươi hơn, nó không bị hạt. Thì cái này cũng đơn giản thôi chứ không gì. Mà nhiều bạn rất là hỏi. Rồi ok, thành phố thì mình sẽ thử bước thành phố nhá. Đây màu orange, màu cam đấy. Và mình có một lưu ý đặc điểm là màu này nó sẽ rất là nhạt, nó sẽ không đè lên được các màu khác. Đấy thấy không, nó không đè lên được màu xanh này. Vì vậy mình sẽ phải lấy tông trắng, mình xì lên trước. Khi mà lắc mình, đấy là lọ mình để hơi lâu, thành ra mình lắc mạnh tay lên màu ấy tươi hơn này. Đó thì vẽ này mình sẽ kết hợp thêm màu vàng nữa thì màu nó sẽ tươi hơn. Màu sẽ tươi hơn một chút. Đó, kết hợp này. Thứ các bạn xịt thì không nên xịt. Xịt mình xịt gần được tại vì mình xịt có thể xịt mỏng. Hoặc các bạn đây, ví dụ lỗ xịt đây, các bạn đừng dí thẳng này xuống. Dí thẳng này xuống nhá, xịt này. Nó sẽ bị nước như này. Đó thì chúng ta không nên làm như vậy. Thì mình theo cái kỹ thuật mình và mình đã tự học được thì mình sẽ xịt ngang một chút. Đấy, nó bắn ra hướng này. Xong mình sẽ đè dần xuống. Đó, thì mình xịt ngang như vậy, màu sẽ hất lên trên, nó sẽ tỏa lên một chút ấy, thì nhìn nó ok hơn. Ok, còn bây giờ mình định phối hợp quả cầu. Đó chính là một cái đặc sắc là mình chỉ cần phối hợp cầu ấy, ở giữa này thôi. Xong mình vẽ mấy tòa nhà vào là ok mà. Thì quả cầu cho quả cầu một gì đây? Thôi màu chơi tông cam, cam nó đi. Phối hợp cầu cũng đơn giản thôi, các bạn đừng cầu kỳ xịt nhiều quá. Mình biết cách xịt mỏng thành ấy thôi. Còn thực sự các bạn xịt thì không nên xịt nhiều quá. Nó sẽ làm ướt sơn. À quên nhắc về loại giấy. Thì hỏi, mình mặc dù mình đã làm video rồi nhưng mà nhiều bạn hỏi giấy thì mình sẽ... Nhiều bạn vẫn kiểu chưa biết mua giấy đâu thì mình sẽ bảo là mua quán văn phòng. Giấy sẽ là giấy bìa cứng A0 hoặc ra còn in ảnh. Đây, đây chính là giấy in ảnh. Có khổ, đây mình khổ A4, các bạn thấy mua A3 dùng để vẽ. Đó. Thôi, Galaxy tông vàng cam thì chắc chắn sẽ không thể đỏ. Mặc
dù mình không thích màu đỏ này lắm, màu đỏ có màu đỏ nhạt hơn nhưng mà mình không mua, tại mình không thích tông chơi tông đỏ á, nó ghê ghê cái gì đấy. Nhìn nó cũng kỳ dị phết rồi đấy. À, mình nghĩ là lúc nãy mình đem màu nó candy mà lên đây đây, thành ra nó ra bị thế này mà. Không sao, chúng ta vẫn sẽ phối được ra một cái quả cầu khác, mình chỉ cần cái nếp nhăn như này thôi. Nhiều sơn quá, giờ cũng chọn màu để phối cũng kiểu lo nghĩ, chọn màu gì cho nó nổi. Đó, thấy không, mình xịt màu đỏ rất nhẹ luôn, đó chính là xịt hất lên trên, nó sẽ tạo được tông nhẹ như màu. Đấy, mình xịt cũng bị hàn này, nhưng mà cái vấn đề này mình thể giải quyết được, tại vì lọ nào cũng bị thôi, tại sơn Việt Nam mà, nó không như sơn nước ngoài. Sơn nước ngoài nó hịn hơn thì nó sẽ tơi màu hơn, nhưng mà rất tiếc là mình lại sinh ra ở Việt Nam. Ok, mình có thể để quả cầu như này cũng được, không quan trọng. Ok, sau khi ấy này rồi mình có thể chờ nó khô hoặc mình có thể xịt lửa bằng lọ cần liêu. Đây chính là lọ làm ướt sơn lại. Làm ướt sơn lại. Thì mình có thể xịt lửa, thực ra lọ nào cũng phun được lửa thôi. Các bạn chỉ cần bấm như này này, bật cái bật lửa gần lên xong phun phát là nó sẵn sàng lửa được. Thì tranh khô hơn, mình thì không thích thể loại đó. Tại vì nó có thể làm giấy, nếu mà giấy quá mỏng ý, như mình đang sở hữu ở loại giấy đắp slack chuyên dụng phun sơn thì nó khá dày. Mình cái này mình cũng nhờ người mua chứ mình không có mua được. Em nếu mà chờ nó khô cũng hơi mất thời gian, thực ra thì làm thế cũng được, nhưng mà mình làm thế làm màu mè tí cho nó nhìn nó đẹp hơn. Ok, mình cũng chẳng cần nó khô đâu, chung lại luôn. Ok, ta sẽ phối màu xanh ngoài đi. Bạn nào muốn cho màu nó nổi hơn như mình chỗ này đấy, chỗ này tối này, chỗ này sáng, thì mình sẽ đè thêm một lớp nữa, đó chính là lớp sơn trắng lên white. Đây mình đè nhá. Xong mình xịt lại lọ candy vừa luôn lên. Đó. Nhìn màu tươi hơn không? Nhìn màu rất tươi luôn. Nhìn màu tươi hơn rất là nhiều ấy. Cái này cũng chính là một kỹ thuật mà khá là ngon đấy, cũng là dễ học nữa. Ok, xong rồi thì mình sẽ đè thêm một lọ dark blue ở bên ngoài nữa để tăng độ sâu cho bức tranh. Thì mình cũng sẽ lấy một chú ý, đó chính là tại sao mình lại đè cái lớp sơn đỏ ở bên lớp cam và vàng ở trước. Thì khi mà mình cầm cái này mình rạch ra thì nó sẽ chạy lớp sơn, cho nên là nó sẽ để lộ cái lớp sơn vàng ở dưới. Thì đấy cũng là một cách highlight. Ta làm sao cho đẹp. Thử lọ dark green pass xem thế nào nhở. Cái lọ này là gì cả đây, màu nó khá là sẫm. Tốt, nhìn cũng đẹp đấy. Nhìn cũng khá nhở. Rồi ok, chắc thế này thôi, tại cũng không gì nhiều. À quên, xin lỗi quên. Đó chính là bước thích nhất trong tranh màu sơn. Vậy sao? Ok, chú ý vậy. Thì chúng ta vậy cao tay lên một chút, nó sẽ đều tay hơn. Còn mình thấy là vảy càng nhiều sao ấy. Khi mà bạn xịt vào tay, như mình bây giờ vừa xịt vào tay xong, thì các bạn sẽ vảy trước đi một lần. Thì sau đó các bạn vảy vào tranh ấy, thì nó sẽ ra sơn nhỏ, nó bị hạt to như là bị lúc đầu, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, rất đơn giản, easy mà lại đẹp. Rồi, vậy chúng ta được cái hành tinh màu cam trên cái nền màu xanh background. Chỗ này không lo đâu, chỗ này tí mình làm glassy mất ngay mà. Ok,
biết mình vừa làm bẩn Mỹ Sơn. Và điều này mình rất ghét luôn. Mà không thích chút nào luôn ý. Mình sẽ làm cái thành phố đó, lấy đến giữa chỉ hơi bóng. Rồi, ok. Cái kỹ thuật thành phố này thì các bạn dùng loại bay loại nhỏ này cũng được, mà loại to cũng được, loại to như này cũng được. Nói chung nó như sẽ như nhau cả thôi. Như vậy mình sẽ thử nhá. Mình thử luôn. Bước này cũng là bước chắc là lần đầu nhỉ. Lần thứ 2 hay 3 gì đấy mình vẽ thành phố. Nhưng mà fail thì thôi chắc. Ok, lúc nãy thì lúc nãy vì mình đang vẽ bước này thì mình không để ý được máy quay nó bị tắt lúc nào không biết. Thì lúc nãy mình đã xem lại máy quay thì mình đã ấy, mình rõ ràng mình vừa nói chuyện mình ấy xong mất thành phố rồi. Bây giờ mình lại phải xịt bù lại đi để vẽ tiếp. Mình xịt lại đi để hướng dẫn lại cách ấy. Thì ok, chắc là cái này mất thời gian. Không sao, chúng ta vẫn sẽ có phần background ở trên như lại mình đã ấy rồi. Thì mình sẽ có thể làm như thế này trước, sau đó mình xịt mờ đi như thế này thì nhìn nó sẽ sâu hơn là mấy tòa nhà đằng xa. Sau đó mình lại hất lên tiếp rồi. Đó. Chúng ta cạo thì chúng ta hất lên này, xong hất xuống thêm một đường ở trước, xong bắt đầu hất lên hất xuống, xong hất to ra thêm một gì đó như thế này. Ok, mà chúng ta cái cách thành phố này thì nhiều thể loại lắm đó, thì cũng thể làm được như mình, làm sao cho nó to lên, nhà nó nhìn đẹp đi, không nhà nhìn xấu quá thì không ổn. Vẫn sẽ ra nhà thôi, cái kiểu gì vẫn sẽ ra nhà thôi. Chúng ta nhìn cho nó ấy đi, đẹp tí cũng được. Đó, nhìn cũng ok đúng không? Cái trục nhà này hơi nghiêng cũng sao, nhìn vẫn đẹp là được. Thực ra thì sơn mình hơi bị lỏng, thành ra nhìn hơi khó đẹp để giống mấy ông nước ngoài được. Chỉ là ngang tầm này thôi. Quan trọng là do sơn nước mình thôi, họ sản xuất dây chuyền nhiều xăng quá. Đó, thử thì mình cứ cạo này. Sẽ có nhiều loại hình hơn ý, hoặc các bạn có thể phủ một lớp sông thế này cũng được, như nhau thôi. Ok, có thể mình sẽ phủ lớp sông đi cho nó đẹp tí, view đẹp tí nhỉ. Thì đây cũng có thể là một cái cách tạo sông mà không biết nhiều bạn biết hay chưa. Thì chúng ta sẽ dùng một tờ giấy này, như cái tờ lúc nãy luôn nhá. Mình sẽ lấy tờ lúc nãy luôn, gấp lại cho nó cứng. Ok. Wow. Đó. Nhìn nó hơi xì đàn đi thôi. Và từ từ giấy nó xịn quá, không có gì đè lại. Thực ra nước này thì theo như sở thích nước ngoài thì như là SketchUp có thể dùng tay, tại mình đeo găng tay mà thì cũng không lo sợ bẩn lắm. Nhưng vấn đề mình cũng hơi ngại thì tại vì mình ấy nước bằng tay thì nó cũng không ổn. Mình chuyên vẽ là gì rồi.
Đó thì lúc nãy mình tại sao mình đã vạch cả những cái đường thành phố xuống đây thì bây giờ nhìn nó sẽ có hơi một chút bóng thành phố, hoặc có thể nhìn màu hơi lộn xộn tí. Nhưng đây cũng tùy thôi. Trong nhiều bức mình có thể làm đẹp hơn. Ngồi vừa vẽ vừa nói chuyện thành tốc độ nó sẽ chậm lại một chút. Ok, giờ mình sẽ tạo hai line màu trắng đi. Hai màu trắng cho thành phố ở giữa. Đó, nhìn ổn hơn chưa? Đáng nhẽ mình có thể để nhiều thành phố này vào đây, ok. Đó chính là nước sơn này, nó đọng lại một chút nhưng mà không sao, khi nó khô thì nó vẫn đẹp thôi. Ok, một kỹ thuật nữa đó chính là kỹ thuật tạo sao. Thì đây một mảnh bìa mà mình kiếm. Các bạn thể cũng thể dùng giấy như này, xong các bạn gập đôi lại như này thì nó vẫn ra được cái mép ở trong như này. Đó, mình sẽ xịt trắng ở giữa, khoảng chỗ dưới cái ngón cái này của mình, thì nó sẽ phủ ra một lớp đường trắng, gọi mình có thể gọi đấy là sao băng đi. Đây như này, giấy bìa này thì đẹp hơn. Đó, mình sẽ gập lại bẻ đôi ra như này. Đó, các bạn thấy mình xịt trắng ở đây. Đó, một tia sao băng. Tại vì mình khá thích tia nhỏ ấy, mình không thích tia to. Nên là mình hay xịt tia nhỏ hơn. Đó, ok, vậy là clip hướng dẫn hôm nay thì cũng khá đơn giản thôi về bức tranh này. Từ mình vẽ bức này thực sự là hôm nay hơi lâu rồi. Đó, chi tiết. Ok, mình sẽ làm thêm một cái clip hướng dẫn cũng như tạo cảnh là stencil hay các kiểu. Nói chung là sẽ còn nhiều. Tại vì cái này thực ra là sự sáng tạo là chính. Mỗi người mỗi một phong cách riêng, thành ra không giống nhau được trong cái loại này. Thì ok, có lẽ cũng khá dài rồi, gần 3 phút rồi. Mình sẽ tạm dừng clip ở đây nhé. Ok. À quên, còn bước ký tên trong một tác phẩm đấy. Ok. Hẹn gặp lại trong bước ký tiếp theo. Bye bye.